Mai chơi không anh đặng thì đợi. Mình trâu rồi. Hết chuyện rồi em ơi. Cái đó chịu làm giờ làm cốt cháu mai quýnh chơi
anh nữa. Bỏ vô đồ ấy. Ai muốn chĩa tay gai à? Oh.
thôi kết thúc nha anh em. Anh chị em nào cần alo em ship luôn nha. Đi về thì gặp mấy cái ổ rồi ít bà có hả? Không. Alo. Em hết chứ. Ly cũng lụm nữa. Ừ. Không rượu em à. Mà lỗ cũng được chai á. Thấy ly ly vậy chứ nguy hiểm lắm. Lỗ cầm tay cặn cái gì bắt hết chứ không rồi mà lựa nữa không có đâu, không có đâu lựa. Đang dắt mặt ông rùi giao cho khách nha. Anh chị em nào cần alo liền. Chẳng dắt luôn. Tại nhà mình. Người thật việc thật nha. Mẹ mày kêu mua cái hậu cái hộp kẹo ngậm. Mua vô cái cho tiêu mua khỏi đâu mày lấy mày mua. Cho tiêu mua khỏi uống hết à. Đủ luôn. Cái tiền gì? Uống nước đá nhiều quá bị viêm họng. Viêm họng uống mấy đó cũng hết mà. Bị lủng. Trời ơi. Dẹp đi nha. Rồi kết thúc nha nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.